bên em một chiếc máy là Lenovo. Đây con này thì có màu xám titan nha, xám nòng súng, cũng khá là đẹp. Màn hình của nó thì là màn hình 15 inch 6 này, màn phím là dạng màn phím đầy đủ nha, có cảm biến vân tay một chạm để móc khóa màn hình ở đây. Đó, rất là đẹp. Mã của con này thì nó là Lenovo IdeaPad 15ITL6. Con này em xem cấu hình nha. Con này thì sẽ sử dụng Core i3 1115G4, 1 TB RAM, on board là 8GB nha, SD256. Con này sử dụng card đồ họa Intel UHD Graphics. Bảo hành chính hãng 2 năm. Hiện tại con này thì đã bảo hành, đã sử dụng khoảng chừng 2 tháng này. Em check giá cho mình luôn nha. Người trả cao không? Này nó chạy Win 11 nha. Input là 20V, 3,25A. Cùng cũng kiếm được ra cái mã sản phẩm, giá khá là rẻ. Con này đã sử dụng, giá đang bán là 8 triệu 2 nha, 8 triệu 2, bảo hành đến tháng 11 năm 2, tháng 8 2025, còn khá là dài, giá là 8 triệu 2. Bên này chúng ta sẽ có cổng USB này, cổng sạc này, HDMI, cổng C này, cũng như là một jack tai nghe 3,5 mm nha. Bên dưới thì chúng ta sẽ không có gì hết, chỉ có bộ phận tản nhiệt thôi. Máy có một vài vết chày nha, nhưng mà không đáng kể, có một vài vết cháy xước không đáng kể. 8 triệu 2 là quá rẻ luôn, còn nguyên tem bảo hành của hãng này, chưa khui chưa bóc, ốc còn nguyên nha, chưa xét chưa gì. Bên này chúng ta sẽ có cổng USB, thêm một cái đầu đọc thẻ nhớ SD nữa, dành cho các bác nào mà xài máy tính mà sử dụng máy ảnh nha. Các bác có thể chép hình vào trong cái laptop này nha, rất là tiện. Đẹp lắm. Màu này là màu xám nòng súng. Thấy chưa? Rất là đẹp. RAM là 8GB nha. RAM là 8GB. Các đồ họa là các on board. SSD là 512, 256GB. SSD là 256GB nha. OK, một máy nha. Lenovo 8 triệu 2. Mã là 82H803XGVN. Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. Một chiếc. Con này không còn thùng nha các bác. Con này thì nó chỉ còn máy không thôi. Máy với cả dây sạc. Dây sạc thì sẽ có bao nhiêu watt? Dây sạc là 65W nha. Sạc là 65W. Một chiếc nữa, chiếc này thì nó sẽ xịn hơn một tí. Chiếc này là của Dell. Con này thì có mã là Dell Inspiron 16 5620. Con này dùng Core i7 thế hệ thứ 12 1255U. Màn hình 16 inch Full HD. RAM 8GB. Bộ nhớ trong là 512GB. 4 cell pin Win 11.
và có tặng kèm là Microsoft Office Home and Student 2021 tặng kèm Home and Student. Nhưng mà em nhớ không nhầm là cái cây con này kích hoạt rồi, tức là khi các bác mua về thì nó sẽ không còn được cái cây Office bản quyền nữa nhé. Em xem giá này là bao nhiêu. Mẫu này thì hoàn toàn bằng kim loại, còn rất là đẹp, bằng kim loại nha, rất là đẹp. Còn giá bán là bao nhiêu nha? BQDM7S3 đang kiếm cách mẹ nó có laptop đi chị. Mà sử dụng á. Quay video lại xuống đây đi. Con này giá còn cao quá. 19.450.000. Má sử dụng hả? Đúng rồi. Giá gốc này là 25 triệu mà chị. Giá còn 19 triệu. Giá gốc 25 nhưng mà lúc anh mua làm gì tới 25? Mua là 20, hay mua là 25 á. À, hay mua là 22. Có tiền của anh nhé, quay. Có tiền của anh nhé. Chị ra đây, bao nhiêu giá kia không? Đúng rồi thôi. Này, cái kết nối này. Cộng C, cộng 1B. Không phải đẹp mà, nhưng mà ngoài rất dày này. Có chơi nhẹ, không đáng kể. Này màn hình 16 inch. Nếu mà nhìn ra thì nó y chang con kia gì á. Thì 5 chục triệu kìa.